Hello các bạn, chào các bạn quay lại với Xe Ôm Shop. Mình là Dương. Hôm nay mình sẽ review sơ về những cái vị trí lắp đèn hoặc là những cái cách chức năng điều khiển cũng như là mô tô nói riêng và dòng xe CB650 nói chung. Thì mình đã lắp đặt hoàn thành hết rồi. Mình quay lại các bạn xem cho các bạn có một cái option dành cho riêng cho xe của các bạn. Thì đầu tiên đó đèn bi cầu. Thì đèn bi cầu thường các bạn sẽ dùng để đi chế độ cốt, là các bạn đi thường xuyên trên hết quãng đường dài luôn, các bạn không cần tắt tại vì nó sẽ không chói mắt ở đối diện. Thì đèn bi cầu nó sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Thứ nhất, đối với những dòng xe CB có rất là nhiều cách lắp đặt. Đây là Kenzo Z20, đặt một hàng ngang đây. Thì cái form xe classic, các bạn để một hàng ngang dải đèn đây thì các bạn nhìn thấy cái độ thẩm mỹ rất là cao. Nếu mà các bạn thấy 4 bóng nó dư quá thì các bạn có đi 2 bóng, cũng có rất là nhiều vị trí lắp là bạn lắp 2 bên đây cũng được. Nếu các bạn muốn cái ánh sáng nó tuyệt đối luôn đó, các bạn đi 4 con hàng ngang đây luôn. Và cái thứ hai là đèn chợ sáng. Thì đèn chợ sáng thông thường những dòng xe phân khối lớn nó sẽ có khung chống đổ hoặc là thanh chống đổ. Mình cảm thấy những dòng xe CB là cái khung chống đổ nó nằm hơi thấp. Thì khi mà các bạn gắn cái phần đèn chợ sáng lên khung chống đổ này, thứ nhất đối với đèn chợ sáng là khi các bạn để trên cao thì cái độ chiếu xa và độ bám đường của đèn chiếu sáng nó sẽ tốt hơn nhiều. Nếu các bạn để dưới và vị trí thấp quá thì các bạn muốn chiếu cao là cái đèn phải ngửa lên. Cái đèn nó ngửa lên thì ánh sáng sẽ chỉ lên trời. Thì thứ nhất là nó gây chói mắt người đối diện thì cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà đèn chợ sáng nó sẽ chói mắt rồi, nhưng mà dưới đây sẽ chói mắt hơn nữa tại vì cái điểm sáng này bị chiếu lên trên. Cái thứ hai là cái đèn chợ sáng mà nằm gần cái phần máy quá là cái phần body, nửa body của đèn á, nó sẽ bị phai màu, sẽ đổi qua từ màu đen sang màu đồng là do cái nhiệt máy nó sinh ra. Nếu mà vị trí lắp đèn nếu bạn có khung chống đổ này kia, các bạn lắp lên khung thì nó ok quá tuyệt vời rồi. Còn nếu không có khung thì có thể lựa chọn một cái option như thế này. Ở bên hông đầu đèn chính thì cái phần đèn sẽ nằm gọn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Thứ hai là nó đáp ứng được cái đó là đủ cái độ cao để cái ánh sáng nó đưa ra xa. Và cái thứ ba đó là chống đá bắn. Đá bắn khi mà xe tải, xe lớn các bạn đi á, là cái dòng xoáy của bánh xe sẽ bắn cái đá ra phía sau để rơi vào kính này. Thì những cái đèn nằm dưới đây rất là dễ bị đá bắn vào, là nó gây nứt mặt kiến. Đó, thông thường sẽ có len vàng chụp vào thì nó ok ha. Nếu mà bạn lắp bi cầu ở đây nè, thứ nhất là làm cái bát dành cho 4 bi cầu. Thứ hai là cái bát kẹp phuộc. Nếu mà bắt nó cũng có 2 option luôn. Đó là một là bạn bắt ốc zin, làm bát đi xuống thì sẽ gọn hơn và mình sẽ thay ốc này thành ốc inox 34 dài hơn và sử dụng keo khóa ốc cho nó an toàn. Còn nếu các bạn muốn giữ zin của xe của mình không đụng vào những vị trí nhạy cảm này thì các bạn kẹp cái bát ở đây là xong. Trên đây thì các bạn có thể sử dụng một cái bát kẹp phuộc lớn luôn, bắt một cái bát kẹp phuộc kẹp và đưa cái bát ra ngoài. Mình đã gắn bên đây cho bạn xem trước rồi nè. Mình gắn một cái đối diện cho bạn xem nè, là cái bát sẽ như thế này để các bạn gắn đèn vào đây thì nó sẽ gọn đẹp hơn, nó tránh sử dụng những ốc zin trên xe. Nếu mà bạn kỹ tính và an toàn, bạn chơi theo cách này rồi tất cả luôn đã xong. Tiếp theo là phần điều khiển. Thì những dòng xe mô tô các bạn đi thì cái tốc độ lên rất là nhanh, thì các bạn cần một cách điều khiển nó là nhanh gọn lẹ và dễ thao tác. Thì đa số như dòng xe phân khối lớn mình đều tư vấn khách theo một cái kiểu option như thế này. Đối với đèn bi cầu là mình chỉ có một công tắc đó là on off thôi, là mình nhấn lên là sẽ lên chế độ cốt. Còn đối với chế độ pha của bi cầu và đèn chợ sáng mình sẽ tích hợp vào zin của xe luôn, là bật pha lên là sẽ có pha zin nè, chợ sáng nè, thì phải đó là pha của bi cầu luôn thì nó sẽ sáng cùng một lượt. Tại vì khi các bạn chạy tốc độ cao á, các bạn cần một độ sáng nó bung ra hết, các bạn chỉ cần bật pha lên cái đó là tiện tay. Còn khi các bạn có xin, các bạn cần nhấn một lần thôi là nó đủ độ sáng chiếu vào cái kính hậu của người đi đằng trước rồi để các bạn xin đường rất là nhanh. Thì khi mà các bạn đi theo zin á, nó sẽ được cái là bạn sử dụng cái thao tác tay của zin trên xe đã thuận tay rồi, các bạn chứ không cần làm thêm công tắc rời. Thứ nhất là nó rườm rà, thứ hai là các bạn nó vị trí là vị trí mới, các bạn có thể thao tác nó không có nhanh tay cho lắm. Theo zin là nó sẽ thuận tay và dễ sử dụng nhất. Đó, nó chỉ có một công tắc rời là bi cầu là on off ở ngoài thôi là xong. Thì để mà các bạn sử dụng được những chức năng này thì các bạn sẽ có kèm theo đó những bộ mạch. Thì những bộ mạch này nó sẽ có tác dụng đó là chịu tải thay cho zin, nghĩa là xe zin các bạn sẽ không có chịu tải về những cái thiết bị điện các bạn gắn thêm, mà thay vào đó sẽ có một bộ mạch chịu tải và sẽ có một cái cầu chì riêng biệt. Thì ở trong đây mình đã để hai bộ mạch trong đây là bộ mạch của chợ sáng và mạch bi cầu, kèm theo đó là hộp cầu chì, sẽ có 2 cầu chì riêng biệt, đó là một cầu chì của chợ sáng và một cầu chì của bi cầu. Sở dĩ là mình tách riêng 2 cầu chì này ra là khi mà các bạn có lỗi về chợ sáng nó sẽ ngắt cầu chì chợ sáng đi, các bạn vẫn sử dụng được bi cầu. Nếu mà lỗi bi cầu nó ngắt bi cầu vẫn còn chợ sáng, tại vì hai đó mình cho nó hoạt động độc lập với nhau. Thì nếu chưa mất sẽ còn cái còn lại đó, để tránh trường hợp các bạn mất hết đi chung một cầu chì là trên quãng đường đó bạn chỉ chạy được đèn zin thôi thì nó rất là bất tiện đó, nên đó là cái mình phải chia ra. Rồi ok các bạn, thì đó là video này mình chỉ muốn nói là về cái option xe cho những xe phân khối lớn. Thì nếu mà các bạn làm xe phân khối lớn mà muốn gắn đèn chợ sáng á thì mình có một cái tư vấn nho nhỏ cho các bạn, đó là bạn gắn đèn nào cũng được, nhưng mà thứ nhất là phải tiện tay sử dụng tắt mở đèn, cái thứ hai á, đó là phải có hệ thống điện riêng để cho cái xe nó hoạt động nó bình thường, nó không ảnh hưởng đến hệ thống dây điện zin của các bạn. Còn cái thứ ba là nếu mà các bạn là một người kỹ tính, không muốn chạm vào những cái ốc xe zin xe như là ốc nhạy cảm, ốc phuộc, ốc máy, thì bạn nên sử dụng những cái bách kẹp rời. Các bạn sẽ tốn thêm một chút chi phí nhưng bù lại nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn thì sẽ thoải mái hơn ha. Rồi ok các bạn, thì đó là về phần tư vấn xe CB650. Nếu các bạn có cần tư vấn về sản phẩm nào hoặc là cách sử dụng của dòng xe nào, các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ làm một video đi dành cho dòng xe đó cho các bạn tham khảo nha. Rồi bye bye.